Xin chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này và chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Treeview. Và nếu như các bạn chưa biết Treeview là gì thì ok, để mình giải thích lại, Treeview có nghĩa là try review, bộp lại chúng mình có Treeview, hoặc là các bạn cũng có thể hiểu nó có nghĩa rằng là Trang thích thế. Ok, và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau Treeview một bộ sản phẩm son đến từ nhà Pink Bear. Pink Bear thì chắc là các bạn nếu như bạn yêu thích mỹ phẩm Trung Quốc thì các bạn cũng biết rồi, Pink Bear và Perfect Diary là cùng một nhà, nói chung là chị em đó các bạn. Thì ngày hôm nay ở trên tay mình sẽ có 7 thỏi son thuộc dòng son Pink Bear Gold Matte Lip Stain. Với 7 màu son của dòng son này thì chúng mình sẽ đều có chung một cái chất, đấy chính là chất Velvet, và đang được bán với giá là 169.000 ở trên Shopee. Mình thấy là 169.000 thì là một cái giá rất là dễ để có thể chấp nhận được, một cái giá rất là rẻ, dưới 200.000 một thỏi son mình thấy quá là rẻ rồi. Dạo không phải là quá là rẻ nhưng mà giá rất là hợp lý đối với tất cả mọi đối tượng khách hàng nha các bạn. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đào sâu chi tiết về 7 màu son này nhé. Nói về qua một chút về cái packaging này thì đúng như với cái tên của thương hiệu ấy chính là Pink Bear, thì ở ngoài chúng mình sẽ thấy đấy chính là một màu hồng bao quanh, trông rất là xinh và rất là dễ thương đúng không các bạn, và tất nhiên là không thể thiếu những hình con gấu rất là đáng yêu nữa rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là cái thân son nó được làm bằng cái chất nó hơi nhám nhám, nó hơi nhung nhung một tí. Làm như thế này thì mình cảm thấy nó sẽ sạch hơn này các bạn. Thứ nhất nó không in vân tay, thứ hai là nếu như mà nó có dính son ra ngoài cái vỏ này thì chúng mình rất là dễ để có thể lau đi được nha các bạn. Đây là một cái thiết kế bao bì của những cái thỏi son mà mình rất là thích. Đi vào bên trong thiết kế của thỏi son thì thỏi son này sẽ được thiết kế một cái nắp để chặn son, để ngăn cái việc là các bạn lấy son ra quá nhiều và chúng mình đánh bị dư thừa cũng như là làm trên môi quá dày, thì cái nắp này nó sẽ gạt bớt cái phần son lại để vừa đủ để đánh ở trên môi chúng mình thôi. Đây là một cái thiết kế mình thấy rất là thông minh của những cái dòng son của Pink Bear nha các bạn. Tiếp theo là đến với phần cọ son thì mình thấy đây là một cái thiết kế cọ son nó rất là cơ bản, nó rất là bình thường và nó vô cùng quen thuộc với các bạn. Vậy nên là nó tất nhiên là sẽ rất là dễ để apply son cho các bạn nha, không gặp bất kỳ một cái vấn đề trúc trắc nào cả, bởi vì chúng mình đã quá quen với những cái cây cọ son như này rồi đúng không các bạn. Thì qua về cái thiết kế bao bì cũng như là những cái phụ tùng bên trong thì nó là như thế. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần soát, review, test và mô tả từng màu son. Với 7 màu son ở đây thì sẽ được chia ra làm 4 dòng tương ứng với 4 tông màu khác nhau. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với tông màu nút, đấy chính là màu G102. Với màu G102 thì mình nhận thấy đây là một cái màu tông nút, thế nhưng mà hơi nghiêng sắc lạnh nha các bạn, bởi vì ở bên trong của nó sẽ có một cái màu như kiểu là màu hồng đậu đỏ, thế nhưng mà nó sẽ được pha thêm một chút xám nữa, vậy nên là nó sẽ làm cho cái sắc nó trông nó khá là lạnh. Đây là một cái màu nó không dễ đánh nha các bạn. Và mình nhận thấy là với làn da của châu Á thì chúng mình nên sử dụng những cái tông màu nude mà nó hơi nghiêng sang cái tông ấm thì nó sẽ phù hợp hơn. Nếu như mà sử dụng màu tông lạnh thì nó sẽ làm cho da của chúng mình bị tái, cũng như là răng của chúng mình trông nó sẽ bị ố hơn. Nhưng mà cái màu này thì nó lại là tông lạnh, thế nên là nó sẽ khá là khó đánh nha các bạn. Thế nhưng mà như mình nói trong tất cả những cái video về làm son của mình ấy, thì các bạn cũng biết là mình rất là thích những cái tông màu nude như thế này. Càng khó đánh thì nó khi mà giữ lại để làm mix màu ấy thì nó lại càng đẹp nha các bạn. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với một màu tông hồng mang mã số G210. G210 theo như mình nhận thấy thì đây sẽ là một màu hồng như các bạn có thể nhìn thấy trên môi đúng không? Tuy nhiên thì cái màu hồng này ở bên trong nó sẽ hơi pha một chút tím cộng với một chút ghi ở bên trong, thế nên là nó sẽ làm cho cái sắc hồng nó nghiêng sang cái sắc lạnh hơn. Và theo như mình thấy là với cái màu hồng mà theo cái sắc nó hơi ghi và tím tím nhẹ nhẹ như này mà sắc lạnh thì nó không phải là một màu dễ đánh. Với những cái màu mà nó thuộc sắc lạnh, ví dụ như màu đỏ đi, thì nó sẽ làm cho da của chúng mình trông rất là sáng, rất là đẹp, răng của chúng mình trông nó cũng sẽ rất là trắng nữa. Tuy nhiên là đối với những cái màu hồng như này mà nó thuộc tông lạnh ấy, thì nó lại không phù hợp đối với những bạn mà có làn da ngăm nha các bạn. Thế nhưng mà nó lại cực kỳ phù hợp đối với những bạn có làn da trắng. Với những bạn mà có làn da trắng mà đánh cái màu hồng như này thì nó sẽ làm cho cái làn da cũng như là cái make up của chúng mình nó sẽ được đầm xuống một chút và nó sẽ trông trưởng thành hơn cũng như là dịu dàng và nữ tính hơn nha các bạn. Chúng mình sẽ đến với hai màu son thuộc tông nâu, và màu đầu tiên này chính là màu G609. Màu 609 thì đây là một tông màu nâu, tuy nhiên là bên trong nó sẽ có một chút sắc cam và hơi có một chút rất là nhẹ thôi, một chút hồng ở bên trong thì nó sẽ làm tươi cái màu nâu của chúng mình lên một chút. Đây sẽ là một cái màu son mà dành cho những bạn thích trang điểm nó kiểu hơi cung cung ngầu ngầu. Thế nhưng mà da của chúng mình lại không thể nào phù hợp đối với những cái màu tông quá nâu hoặc quá nút được. Thì cái màu này mình đảm bảo luôn là nó sẽ chiều lòng được tất cả các bạn nha. Tuy nhiên thì là mình nhận thấy được một điều, đấy chính là cái lớp đầu tiên khi mà mình vừa mới apply son lên ấy, cái lớp đầu tiên thì mình nhận thấy là nó không giống so với cái màu mà hãng quảng cáo ở trên trang web. Thì cái màu ở trên trang web ấy mình nhận thấy là nó sẽ nâu hơn và nó sẽ đậm hơn khá là nhiều so với cái màu mình apply trên môi. Hay là bởi vì cái tông môi của mình nó thế, nhưng không biết, nói chung là mình nhận thấy là nó hơi khác một chút. Chỉ đến khi nào mà mình apply lên cái lớp thứ hai thì mới nhìn thấy là cái màu nâu nó rõ hơn. Lúc đó thì mình mới nhận thấy là nó gần như là tương đồng với cái màu mà nhãn hàng để lên trên này quảng cáo này các bạn này. Thế nhưng mà cũng phải công bằng rằng là với những cái tông màu nâu ấy thì nó không phải là những cái tông màu nó quá gọi là dễ lên màu, thế nên là
để mà được như hình người ta quảng cáo như này, nó cũng là cả một công trình đấy các bạn. Nói chung là cũng phụ thuộc nhiều vào phần base môi của mình nữa. Thế nhưng mà dù sao thì mình thấy là đánh một lớp hay hai lớp ấy thì cái màu này cũng xinh, nó cực kỳ hợp với da của mình nha các bạn, rất là hợp với màu da của mình rất là thích cái màu này. Màu thuộc tông nâu tiếp theo thì chính là màu G626. Ôi màu G626 rất là xinh nha các bạn. Đây là màu tông nâu đỏ đất. Thế nhưng mà nó sẽ không hề bị trầm quá, cũng như là không bị nghiêng sang tông nâu nhiều quá, mà các bạn sẽ nhìn thấy nó vẫn có rất là nhiều sắc đỏ trong này. Và mình nghĩ nếu như mà các bạn có dùng màu son này thì chắc chắn đây sẽ là màu son mà các bạn rất yêu thích. Một lần nữa thì là mình thấy là cái màu son ở trên môi mình và cái màu hãng để lên trên hình ảnh quảng cáo ấy này, nó lại không giống nhau các bạn. Thế nhưng mà mình nhận thấy là mình thích cái màu ở trên môi của mình hơn. Tại vì là cái hình ở trên quảng cáo ấy nó lại nâu quá, nó rất là nâu và nó kiểu nó nghiêng sang cái màu tông nâu trầm ý các bạn, thì nó sẽ rất là kén màu da, kén tông da cũng như là kén các trang điểm nữa. Thế nhưng mà cái màu này thì nó lại rất là dễ này các bạn này. Mình thấy là cái màu son này này rất là phù hợp để đánh vào mùa thu đông. Bây giờ ở miền Bắc của chúng mình đang là mùa thu đông, sắp lạnh đúng không các bạn? Đây, cái màu son này đúng là dành cho thu đông luôn này. Nó hơi trầm trầm, nó hơi ấm ấm nhưng mà nó vẫn có một cái sắc đỏ làm cho cái mặt của chúng mình trông tươi lên đấy các bạn. Nhìn rất là xinh nha. À, thế nhưng mà cái màu mà ở trong quảng cáo ấy này thì ra là một cái màu mà mình rất là tò mò ấy các bạn. Mình rất là muốn thử cái màu này lên trên môi để xem là nó có hợp với mình không. Bởi vì là mình thấy là cái màu này nó đang rất là hot, mà đánh lên thì trông nó rất là ngầu. Đấy, thế nên là mình cũng muốn thử, nhưng mà mình đã thử rất là nhiều hãng rồi nha các bạn. Người ta để những cái tông màu nó tương tự như này này, nhưng mà khi đánh lên môi mình nó lại ra màu khác. Thế có thể là vấn đề là do môi mình đúng không các bạn? Có phải là do base môi của mình nó sáng quá hay là nó hồng ấy, thế nên là nó làm cho cái màu son nó hơi bị thay đổi một chút. Nhưng mà thôi không sao, nó sang cái màu này thì mình lại càng thích, mình lại càng thấy là mình hợp với cái màu này hơn các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với ba màu thuộc tông đỏ. Màu đầu tiên là màu G410. Với màu G410 thì đây là một màu son thuộc tông đỏ, nhưng mà khi mà mình apply trên môi mình nhận thấy là nó sẽ có thêm một cái chút cam đất ở bên trong nha các bạn. Tức là nó sẽ vừa có sắc cam, nó sẽ vừa có sắc đất, và mỗi thứ nó có một chút để cho cái màu đỏ của chúng mình nó không bị chói quá. Và cái màu này thì theo như mình nhận thấy nó cũng là một màu rất là dễ dùng nha các bạn. Các bạn để mặt mộc cũng đẹp mà trang điểm cũng đẹp. Trang điểm chúng mình nên đánh hai lớp để cho cái màu của chúng mình hiện lên rõ hơn. Với mặt mộc thì chúng mình đánh một chút ở bên trong lòng môi, sau đó thì tán tán ra để cho cái màu son nó được hồng ửng đều ở trên môi, thì nó sẽ làm cho cái môi của chúng mình nó rất là tự nhiên nha các bạn. Đặc biệt là với cái chất son này nữa, thì mình đã thử được đến tầm 5 thỏi son rồi, thì cái chất son nó rất là mỏng các bạn nhá. Thế nên là cho dù chúng mình đánh một chút ở trên môi thôi cũng rất là dễ để có thể tán đều ra ở trên môi nha các bạn. Tiếp theo chúng mình sẽ có là màu G416. Màu G416 thì là màu sắc màu đỏ, nó hơi nghiêng sang kiểu màu đỏ hơi dịu dàng và nhẹ nhàng nha các bạn. Màu này thì mình thấy là màu rất là dễ dùng và cũng phù hợp cho cả việc để mặt mộc lẫn là việc trang điểm nữa. Và cái màu son này thì mình thấy là đánh full môi hay đánh lòng môi nó cũng đều ok nha các bạn, đều đẹp nha. Đánh lòng môi thì trông nó rất là trẻ trung, với cái sắc đỏ nó khá là tươi nhưng mà nó không bị chói. Và đánh full môi thì trông nó lại rất là nổi bật nha các bạn. Thế nên là mình thấy đây là màu son nó vô cùng an toàn, cực kỳ an toàn, cho dù các bạn thích trang điểm, không trang điểm, hay là biết trang điểm hay là không biết trang điểm, thì cái đánh màu này nó vẫn sẽ đẹp nha các bạn. Và tất nhiên thì là cái màu son này nó cũng không kén tông da, không kén tông răng nữa, nó là màu đỏ mà các bạn. Thế nên là nó rất là phù hợp với đại chúng nha các bạn. Màu son này là màu son vô cùng an toàn và rất là đẹp. Đẹp. Màu son cuối cùng của bộ son này cũng là màu son cuối cùng của dòng son màu đỏ, đấy chính là màu G430. Với màu son cuối cùng là màu son G430 thì đây là màu hồng đỏ nâu. Màu son này nó sẽ cho các bạn một cảm giác rất là thu đông và rất là ấm áp. Mình thấy đây là màu son cũng rất là phù hợp đối với mùa đông năm nay nha các bạn. Thế nhưng mà lại một lần nữa là mình thấy là cái màu ở trên cái hình ảnh này nó khác với cái màu ở trên môi mình. Nó khác khá nhiều luôn á, chứ không phải khác ít đâu nha các bạn. Mình đã đánh trên môi mình đây là khoảng tầm 2 lớp rồi. Thế nhưng mà màu ở trên này các bạn sẽ thấy là nó nâu hơn nhá. Nhưng mà ở trên môi mình thì các bạn sẽ thấy là nó đỏ hơn. Đó, cái màu ở trên môi mình nó đẹp hơn so với cái màu ở trên ảnh này nha các bạn. Mình thấy là cái màu nó phù hợp với nhiều người hơn, cũng như là nó phù hợp với đại chúng á các bạn này. Thích dùng từ đại chúng lắm đấy. Nó rất là phù hợp với đại chúng nha các bạn. Với cả là nó có sắc nâu, thế nên là nó sẽ mang cho chúng mình một cảm giác nó vừa cool, nó vừa ngầu mà trông nó lại còn quyến rũ nữa. Với 7 màu son ở trên tay thì mình có một chút nhận xét như này. Đầu tiên là đối với chất son. Đây là một chất son Velvet
chuẩn velvet, thế nhưng mà nó lại rất là mỏng và nó rất là nhẹ ở trên môi nha các bạn. Cảm giác khi mà các bạn apply một lớp lên trên môi thì nó sẽ gần như là không có bất kỳ một cảm giác gì, nó không có cảm giác như là chúng mình vừa đánh son lên trên môi. Nó rất là nhẹ, thế nhưng mà nó lại đủ ẩm nha các bạn. Thì trong cái quá trình mà mình swatch cả 7 thỏi son này, mình có lau qua lau lại rất là nhiều, tẩy đi tẩy lại rất là nhiều, nhưng mà môi mình bây giờ vẫn cảm thấy rất là dễ chịu và cảm thấy vô cùng thoải mái nha các bạn. Cái chất son rất là mỏng, rất là đủ ẩm, rất là dễ chịu. Tuy nhiên là có một khuyết điểm của cái chất son này nữa, đấy chính là bởi vì nó mỏng như thế, thế nên là những cái màu mà nó thiên sang cái tông hơi kiểu đỏ hay là nâu ấy thì nó sẽ rất là khó để mà lên chuẩn màu. Và để cho nó có thể chuẩn được màu thì mình đã phải apply hai lớp. Thế nhưng mà tuy nhiên thì là cho dù một lớp hay hai lớp thì cái màu son nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Và cái chất son nó, nhắc lại lần nữa, nó vô cùng dễ chịu ở trên môi nha. Chất son là velvet, thế nên là tất cả những khuyết điểm ở trên môi chúng mình, ví dụ như là rãnh môi này hay là khô môi này, thì nó sẽ được giải quyết một cách triệt để nha các bạn. Nó sẽ làm cho môi của chúng mình mịn và lì như là nhung thật sự luôn. Và thêm một điểm nữa mà mình nghĩ là các bạn cũng rất là quan tâm, đấy chính là độ bền màu ở trên môi. Thì với một chất son là velvet, vậy nên là chúng mình cũng không thể nào hy vọng rằng đây sẽ là một chất son mà nó có thể bền cả ngày. Thực ra là không có son nào bền được cả ngày đâu nha các bạn nhá. Thế nhưng mà nó sẽ không bền được quá lâu đâu nhá. Nó chỉ tầm được khoảng từ 4 đến 5 tiếng thôi, nhất là khi mà chúng mình phải đeo khẩu trang hay là chúng mình ăn uống ấy, thì nó sẽ giữ được tầm từ 4 đến 5 tiếng, cái sắc màu nó sẽ nhạt dần nha các bạn. Và cái chất son này thì nó sẽ rất là dễ dàng để cho chúng mình có thể lau đi bằng nước tẩy trang mà nó sẽ không làm ráp môi hay là đau môi, bởi vì nó rất là mỏng, nó rất là nhẹ và lau đi thì nó rất là dễ. Chấm điểm về cái dòng son này thì mình sẽ cho 9.5/10. Mình khá là thích cái dòng son này nha các bạn. Mặc dù là trong quá trình mình swatch son ấy thì các bạn sẽ thấy là mình ca thán khá nhiều về cái việc là nó không giống với cái màu ở trong quảng cáo, đúng không? Thế nhưng mà nó không phải là một điểm trừ, và mình thấy là mình thích những cái màu ở trên môi mình hơn là những cái màu ở trên quảng cáo. Ngoài ra thì nó còn có một cái chất rất là đẹp, rất là dễ chịu, thoải mái trên môi, cộng với cái việc là giá thành của nó rất là dễ chịu. Nó chỉ có tầm 169.000 đúng không nhỉ? Mình xem vừa nãy là 169.000 hay là nói chung là tầm dưới 200.000, mà với một thỏi son như thế này, packaging thì xinh, dễ thương, xong rồi cái màu son thì đẹp, cộng với là cái chất son thì thích, thì với cái giá như vậy nó quá là hợp lý đi, đúng không các bạn? À đúng rồi, phải thêm một điểm cộng nữa, đấy chính là những cái sắc màu ở trong cái dòng son này thì mình nhận thấy là nó đặc biệt, nó phù hợp với cái không khí mùa thu đông nha các bạn. Thế nên là chúng mình có thể nghiên cứu và sử dụng bộ son này trong mùa thu đông năm nay nha các bạn. Ok, và vừa rồi chúng mình đã cùng nhau try review review bộ son của nhà Pink Bear có tên là Pink Bear Gold Matte Lip Stain. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này và hy vọng là các bạn sẽ tìm được màu son thích hợp cho các bạn nhé. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ ấn like cho video, subscribe kênh của mình và nhấn chuông bên cạnh nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới, và vào cái Insta để follow nhé. Bye. Pink Bear Gold Matte Lip Stain.